Hello, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con cách trả lời câu hỏi phần thi nói level A của cuộc thi Lingo Star. Câu hỏi đầu tiên, what's your name? Tên của con là gì? Các câu trả lời sẽ là my name is, nếu tên của con là Nam Anh, con sẽ trả lời là my name is Nam Anh. Ok, tiếp theo là câu hỏi how old are you? Là con bao nhiêu tuổi đúng không? Ví dụ như là con 5 tuổi thì con sẽ nói là I'm 5 years old. Nếu như con 6 tuổi thì con sẽ nói là I'm 6 years old. Nếu như con 7 tuổi thì con sẽ nói là I'm 7 years old. Tiếp tục, number 2, câu hỏi số 2 đó là how are you today? Hôm nay con cảm thấy như thế nào? Nếu như mà con cảm thấy vui vẻ thì con sẽ nói là I'm happy. Nếu như con cảm thấy rất là tuyệt vời thì con sẽ nói là I'm great. Nếu như con cảm thấy ổn, bình thường thì con sẽ nói là I'm fine. Tiếp tục, number 3. What is your favorite toy? Cái món đồ chơi mà yêu thích của con là gì? Nếu như con thích chơi con búp bê chẳng hạn thì con sẽ nói là It's my doll. Đó là con búp bê của con. Đấy. Tiếp tục, nếu như mà con thích chơi ô tô đồ chơi nhá, thì con sẽ nói là It's my car. Đấy là cái ô tô đồ chơi của con. Ví dụ như là con thích chơi diều, thả diều chẳng hạn thì con sẽ nói là It's my kite. Đồ vật yêu thích của con, đồ chơi yêu thích của con là cái diều. Tiếp tục, vẫn là câu hỏi số 3. What is your favorite color? Con, nếu như con thích màu đỏ thì con sẽ nói là It's red. Nếu như con thích màu xanh nước biển thì con sẽ nói là It's blue. Nếu như con thích hai màu thì con sẽ dùng từ and để nối. Ví dụ It's black and white. Đó là màu đen và màu trắng. Tiếp tục đó là what is your favorite animals? Cái con vật mà con thích là gì? Con có thể nói là my favorite animal is dog. Con thích con chó. Hoặc ví dụ con thích con mèo thì con sẽ có thể nói là my favorite animal is cat. Tiếp tục, what is your favorite food? Thức ăn, đồ ăn mà con yêu thích là gì thì con có thể nói là my favorite food is pizza. Con rất thích ăn pizza. Ví dụ như con thích ăn bánh donut thì con sẽ nói là my favorite food is donut. Tiếp tục, number 4. How many people are there in your family? Trong gia đình con thì có bao nhiêu thành viên? Nếu như mà gia đình con có 4 thành viên thì con sẽ nói là they are 4 people. Who are they? Gồm những ai? Gia đình con thì gồm những ai? Ví dụ 4 thành viên thì gồm mommy, my mommy, my daddy, my sister and me. Number 5 là what is the weather like today? Thời tiết hôm nay như thế nào? Nếu như hôm nay các con cảm thấy nóng thì các con sẽ nói là it's hot. Nếu như các con cảm thấy là trời nắng thôi nhá, chứ không nóng, thì các con sẽ nói là it's sunny. Nếu như hôm nay thời tiết mưa thì các con sẽ nói là it's rainy. Và nếu như hôm nay thời tiết hơi se lạnh một chút thì các con sẽ nói là it's cold. Cô vừa hướng dẫn cho các con cách trả lời phần thi nói, phần thi đầu tiên trong cuộc thi Lingo Store của Level A. Chúng mình hãy về dựa vào phần cô hướng dẫn để có thể luyện tập thật chăm chỉ để có kết quả tốt nhất trong buổi thi sắp tới nhé. Goodbye!